Yes. Trận thi đấu thứ hai ở nội dung solo AC, đây là màn máy của thủ Nguyễn Tất Sơn. Và trận trước thì Nguyễn Tất Sơn mặc dù là bài lên muộn nhưng bên kia cũng lên muộn không kém. Và các anh đưa nhau lên đời 4 vã nhau, khi mà ca cậu xuống thì mới chịu quýt. Có vợ, có hiệu luôn rồi. Đây bãi quả đây. Đây. 6 cây, 7 cây. Dành cho game thủ Hoàng Văn Triệu. Đều là 4% đến từ cả hai game thủ, chỉ số dò quả đầu. Gỗ đầu gần dành cho bài AC này. Bài AC nhìn qua là khá đẹp. Chỉnh lại dần ăn quả. Dần thứ 6 sẽ là đóng nghe. Dần thứ 8 xin lỗi, dần thứ 7 ăn quả và dần thứ 8 ăn gỗ. Dần thứ 6 thông tin đóng nghe xong đi dò. Thảo tác quen thuộc của những game thủ chơi đề chế. Rồi. Bài quả sắp xếp khá là mắc bình. 6 cây gần, 1 cây xa. Thêm một voi nữa nhưng mà là ít nhất hai voi bảy hiệu đầu rồi. Đồ ăn nhìn qua là rất ngon. Bây giờ là dừng nữa. Nếu đồ ăn nhiều các bạn có thể dâng Nga để hạ gục đối phương sớm. Vẫn đang đi dò tìm thêm những đồ ăn mới. Dần thứ 10 thì xây e. Rồi dần đó sẽ là câu voi và đây một cái rừng thông đẹp. Để anh có thể đánh cung đóng ép. Ăn gỗ. Rồi sau khi con dân kia đây, con dân này đang cắm cờ này, đấy, cắm cờ chỉ ở cây gỗ này, cầm búa đi đào rồi. Và câu voi về. Con voi đầu tiên được đưa về nhà chính với bài Acidian này. Rồi, ăn một hit. Chết. Con vực rất to. 13 trên 16, các bạn thấy gỗ đầu gần giúp AC có lượng gỗ dồn lên là cực kỳ hiệu quả. Và 7 hiệu này cũng to luôn, 7 con. Thì đóng ép tại rừng dừa và ăn. Tách dần ăn quả để đi dò thêm những đồ ăn mới. Đóng thêm me. Đóng gỗ đầu. Chưa nói đóng S đầu nhưng mà chưa đóng. Vẫn đang đi dò lên trên kia. Câu con voi thứ hai về nhà chính thôi. S đầu sẽ nằm ở khu vực này. Đây. Cắm cờ nông dân đi dò và đóng S. Chưa thấy đóng. Bài này chắc dâng Nga thôi chứ đánh tại nhà thì cũng hơi khê đấy. Còn đóng cái S có vẻ hơi lưu tiều. Vâng, voi quay đầu. Chưa thấy quả phụ đâu cả. Đôi voi thì có rồi. Thấy sư tử thôi. Cho dân ăn gỗ. Và con voi thứ hai chết tại nhà chính của anh ấy. Rồi thêm một cái BE nữa. Thêm 7 hiệu nữa. Nói chung đồ ăn đã đủ với bài 2 hiệu 2 voi. 3 hiệu luôn. Cố tìm bãi quả nào. Vừa nhắc cái có ngay. Dâng Nga. Bài này dâng Nga lắm. Chả vấn đề gì cả. Vậy mong BE ra đây cho dân lên lùa mấy con hiệu về phi bụp 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 phát chết. Thêm bãi quả đụng xuống dâng Nga chặt luôn bài này. Nó vãi cả nồi, dâng Nga khỏe lắm. Và kéo dân lên ăn quả phụ. Dân của anh nghe vẻ ăn gỗ vất vả quá nhờ. Nó có làm tí chỉnh lại không? Bãi quả phụ 5 cây, quả này 6 cây. Quả đầu vẫn còn 22, 23 trên 28 rồi. Kéo dân lên để ăn thêm quả phụ nữa. Vâng, dân này xong thì lên ăn hiêu đi. Và đóng chiếc BS nhân đôi anh ạ. Nếu là mình sẽ ăn hiêu trước. Còn quả thì để lên đời sau đó mới ăn. Đấy bây giờ mới đi ăn hiêu. Nói chung là như nhau thôi cả thôi. Xem tham nào. Bên kia 25 dân nhanh hơn 1 dân và rồi. À xin lỗi, bên kia 24 dân chậm 1 dân. Rồi 18%. Đến từ game thủ Nguyễn Tất Sơn. Rồi phi hiêu. Một 7 hiêu 7 con đây. Lực sẽ là rất khỏe. Rồi đóng S thôi, phi nốt con hiêu còn lại. Đấy. Cuộc sống mà. Vâng, 27 dân và kích đời luôn. 8-25. 27 dân AC. Ăn đến tí gỗ lẻ và ra đóng cái BS2 à, xin lỗi BS3 hay là như nào. Bài này mình là đi dâng Nga đấy. SH đối phương. Ơ, cái giếng này biến màu đi, đối phương ở đây rồi. Đây khu này. Anh chưa vội vàng ăn bãi quả tiếp theo. Anh muốn lên đây để đóng cái BS nữa. Không thể cắt dần đi dâng Nga, chắc đóng A ở trên chỗ này thôi. Hoặc là đóng A ở đây. Và đây thêm một chiếc BS nữa để ăn gỗ, 3 BS luôn. Và dân đối phương đã thấy nhà anh rồi. Nguyễn Tất Sơn dò rộng thế, 29%, 26 dân. Dò rất rộng, như đi dâng Nga. Dân quả đầu đã đứng chơi được nãy giờ rồi. Còn đối phương quay ra.
Rồi kéo dân lên, đóng A trên này. Đấy sẽ là BA. Rồi đóng BM trước. Vậy thì BA sẽ đóng sau. Đóng BA thôi. Đây xong cho về đây ăn hiêu. Lực là cực khỏe. Kích. Rồi kích chặt gỗ luôn. Rồi xem lên đời. Vâng lên đời 2 là bằng kit nhau. Nhưng mình đánh 28 dân rồi, đội bạn đánh có 26 dân thôi. Thoải mái. Vâng có bấy hiêu này để ăn hoang. Còn bãi quả để ăn hoang nữa. Bãi này đến cung ăn hoang. Vậy bo mặt này lại. Xong luôn. Đừng có xin tê nhá. 28 trên 28. Ăn gỗ lẻ ở đây. Thì nó kéo dân đây lên tăng Nga. Đến đời xong rồi mình dự anh này sẽ rơi vào tầm 5-600 thực. Vâng đang cuốn ruộng rồi. Sẽ rơi vào tầm 500 thực đấy. 60% rồi 500 thực sau khi lên đời. Vậy mặt này lại. Tránh đối phương công vào. Vâng lên đời xong đúng khoảng tầm 500 thực các bạn ạ. Có bánh xe sóc dân các kiểu kiểu quấn ruộng. 3 BA thì thiết kế ra rồi, 4 BA rồi. Lên đời xong, bên kia là 26 dân cộng 1. 5 BA luôn bài này chứ còn gì nữa. Rồi như vậy đối phương còn chưa lên đời đâu. Lên đời 2 thì bằng nhau chứ lên đời 3 thì còn phải xét. Bài này lực khỏe mà. 5 BA đều như vắt chanh. À, đang đóng A đây còn chưa lên đời thì chết rồi. Vẫn chưa lên đời này. Ô, vẫn chưa lên đời luôn. Vâng, 5BA, tôi giật mình tưởng sao. Vẫn chưa lên đời, ôi trời ơi. Vâng, bắt đầu vẩy E để chốt. Chốt BA đối phương. Rồi, lên đời xong. Nhốt hết lại, nhưng đối phương cũng nhốt trước. Vâng, được quyền đập. Được quyền đập. Khi lên đời 3 và có bánh xe rồi. Đập dân đội bạn. Vâng, anh đang vẩy E để nhốt hết cung R đối phương lại. Tiếp tục vẩy E, tên đầu tiên ra 5 con. Và tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho Hoàng Văn Triệu ở nội dung solo AC. 2-0. Đây 4 A vừa lên đời chưa bánh xe, đối phương đã có tên cung R ở đầu rồi. Vâng, voi này. Nhà Hoàng Văn Triệu này thì cũng nghiệt thật. Ui, trong 3 giờ có bầy hiêu anh đóng S ăn này. Ôi, bài này nghiệt thế. Quả phụ bên ngoài đúng bài siêu nghiệt luôn. Trở lại trận tiếp theo thôi. Bài nghiệt dành cho game thủ Hoàng Văn Triệu. Xin lỗi dành cho game thủ Nguyễn Tất Sơn. Mình nhầm 2-0 dành cho Hoàng Văn Triệu.